người lớn nên trong suy nghĩ là lúc nào cái cũng đúng, nên đứa nhỏ là nhỏ không được phải phản biện lại. Khi phản biện lại thì ba mẹ em cũng đôi lúc là hơi khó chịu, là nhiều lúc là la lại. Khi mà bị áp đặt điều gì thì sẽ cố gắng phá vỡ cái điều đó. Đó là cái cảm giác chung của một số tuổi mới lớn. Lúc thì bị ba mẹ la mà không tôn trọng ý kiến của em thì nó thấy hơi buồn, là hơi khó chịu xíu. Người lớn làm sao con không dám nói, con còn nhỏ con sợ không dám nói. Thưa quý vị, đó là tâm tư của những đứa trẻ khi mà bị mắc kẹt trong câu chuyện là phải thảo luận tranh biện lại với ba mẹ của chúng. Thì chương trình cũng đã có ghi nhận lại những cái ý kiến của những đứa trẻ như vậy, thì không biết là Lâm Vĩ Dạ có cái suy nghĩ như thế nào về cái khi mà xem cái clip vừa rồi? Thực sự thì tự nhiên em xem cái clip vừa rồi cái em nhớ liền hai ông nhóc nhà em, một anh thì 7 tuổi, một anh thì 5 tuổi. Khi mà vừa biết nói là bé đã bắt đầu biết phản biện lại những cái gì mà ba mẹ nói mà bé không vừa lòng rồi. Hai đứa nhỏ mới 5 tuổi với 7 tuổi thôi mà nó cũng có chính kiến của nó rồi hả? Dạ có. Và thường nó tranh luận là ví dụ như nó cãi lại hay nó tranh luận về cái vấn đề gì? Con ơi, mình uống sữa không đường nha con. Nói không, mẹ uống sữa không đường con uống không được, con thích uống sữa có đường dễ uống hơn. Nhưng chỉ là những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ không phải là phản biện là vô lễ hay hỗn hào gì. Cái yêu cầu của đứa bé là được chấp nhận hay là cuối cùng là mẹ phải thua cuộc hay là mẹ thắng cuộc? Dạ tùy trường hợp, cái nào đúng thì em sẽ chấp nhận. Em muốn các bé nó vẫn có một cái gọi là cái riêng của tụi nó phải có lập trường và có chính kiến riêng của mình. Có khi nào mà em đang tranh cãi tranh biện với con mà cuối cùng em đuối lý em thua con chưa? Trẻ em bây giờ nó rất là thông minh và nó có những cái câu hỏi mà em không biết ở đâu ra và mình thực sự nhiều khi mình cũng không trả lời được, và các bé nó cứ hỏi tới không mà. Và đuối lý thì cũng không tới nỗi là đuối lý, bởi vì mấy bé nó còn quá nhỏ. Mình lớn như vậy thì mình phải có những cái lý luận nào đó để nói lại sao cho các bé hiểu. Nếu như mình giống như mình dùng từ mình đàn áp con mình vậy đó, quá đó ha. Mình nói gì nó cũng dạ thưa rồi nó làm đúng theo mình đó, thì nó như thế nào? Theo những gì mà em thấy á, những đứa trẻ mà từ nhỏ nó đã ù lì cục mịch như vậy á, ba mẹ đặt đâu ngồi đó, ba mẹ nói sao như vậy, thì lớn lên thực sự là em không cảm thấy được cái sự gọi là lanh lẹ và linh hoạt và thông minh của các bé đó. Đúng rồi, thật sự giữa hai đứa trẻ, yeah, một đứa thì hay quá gọi là năng động quá năng động, hay tìm tòi hay hỏi, hỏi này hay ý kiến ý cò, dạ, đúng rồi, ý kiến. Thì mình cũng mệt. Nhưng mà ngược lại, với một đứa trẻ mà không có ý kiến gì hết, ba mẹ nói sao nghe vậy, biểu sang trái, biểu sang phải, dạ, sang phải, kêu lên thay cái đầm đó đi chơi con là đi, kêu vô mặc cái áo đó đi với mẹ ra đó kêu là đi, vậy thì nó cũng, thì chị sẽ chọn cái đứa có nhiều ý kiến hơn. Bây giờ mình nói thẳng là mình nói về mình luôn đi. Thực sự đối với em ở nhà, nếu mà nói em là một đứa con ngoan ngoãn lúc nào cũng vâng lời ba mẹ thì thực sự em không có điều đó. Chị cũng vậy. Dạ. Cho nên em nghĩ là em không đứng ở góc độ mình mà em bắt các bé nó phải như mình, nó giống như là ở cái lứa tuổi đó mình có giống như vậy không, hoặc là mình có ngoan như vậy không mà mình bắt con mình phải như vậy. Như là mình có cảm giác giống như là nếu như mình nói cái gì mà mình bắt đứa nhỏ nó cũng nghe theo mình làm như riết, dạ, cái đầu nó không có suy nghĩ luôn. Đúng rồi, rồi bản thân mình đôi khi ba mẹ mình nói mình cũng không đồng ý, mình cũng phản biện lại. Hình như mình bây giờ mình vẫn mong là con mình có cái sự phản biện, chứ nếu như mà con mình nó im lặng thì chị thấy nó không phát triển về cái trí não hay sao, kiểu như mình đặt đâu con mình nó ngồi đó. Nhưng mà càng ngày như vậy là mình triệt tiêu luôn cái tính phát biểu, ngay lúc đi học trong nhà trường cũng vậy. Thì cô giảng bài xong thì cô cũng hỏi là có bạn nào có ý kiến gì không thì giơ tay lên. Hồi đó mỗi lần hay phát biểu là cũng có điểm cộng. Đúng rồi, chị. Đúng rồi. Và đó là phản biện và cái chính kiến, chứ đó không phải là cãi lại gì cả. Đúng rồi. Và thường thường những đứa trẻ đó là những đứa trẻ được thầy cô lưu ý đó, là những bạn học giỏi đó. Đúng. Có hay có ý kiến phát biểu sôi nổi để mà góp cho nhất, đặc biệt là văn á, học văn á là nó sẽ có nhiều ý lắm. Đúng không? Thì sẽ có ý kiến nào, có nhiều người là tả cái kiểu này, nhiều người là tả kiểu kia. Làm văn là phải có làm văn mẫu. Dạ. Tại sao làm văn phải có bài làm văn mẫu? Chị thấy cái đó rất là vô lý, tại vì văn là do cái sự suy nghĩ của mình. Dạ, trẻ nó ví dụ như em hay diễn tả về cái dừa đi, cái dừa quê em đi. Cái dừa mỗi quê mỗi khác. Rồi, cây dừa mỗi quê mỗi khác, có cây cao, có cây thấp, có trái vàng, có trái xanh. Dạ đúng. Có trái ngọt, có trái chua. Có cây cao, cây thấp. Đúng rồi. Mà tại sao là cái bài văn mẫu của cây dừa của quê cô là phải như vậy? Và nếu tụi em tả cái bài văn mà cái cây dừa nó không giống cây dừa của cô thì các em bị nhỏ điểm. Và như vậy những đứa trẻ nó ức chứ. Đó là áp đặt. Áp đặt. Dạ. Yeah. Và như vậy cái điều đó áp đặt thì tôi thấy hoàn toàn nó không nên, và riết là làm cho cả trẻ đến lúc đầu nó sẽ bị ức chế. Có thể một hai lần đầu nó sẽ phản biện, nó giống như mình áp đặt con mình là con mình sẽ phản biện lại. Áp đặt á là nó có hai chiều nha chị. Không phải là lúc nào áp đặt cũng sẽ là con nó răm rắp nghe theo đâu. Em đã chứng kiến những cái tình huống là ba mẹ càng áp đặt con thì con càng làm ngược lại. Giống như là kêu là không được phá cái quạt là nó phá ngay lập tức.
Tác dụng ngược hả? Dạ đúng rồi, tác dụng ngược đó chị. Và thường á, những đứa trẻ mà nó bị áp đặt từ nhỏ nhiều quá, nó không có được cái gọi là cơ hội để phản biện, nó không có được cái quyền phát triển cái chính kiến của nó, thì sau này ở cái tuổi nổi loạn nó sẽ nổi loạn gấp đôi hoặc là gấp ba những đứa bình thường. Đúng đúng, cái này chị cũng thấy vậy. Yeah. Nếu như mà mình bị ức chế, mình dồn nén lâu, giống như cái lò xo mình nén nó vô xác, thì đến lúc nó bung ra nó bung mạnh hơn là cái lò xo mà nó co giãn hàng ngày. Yeah. Đúng không? Và như vậy thật sự rất là nguy hiểm. Như vậy chung quy lại là cũng phải từ phía gia đình và nhà trường, từ lúc nhỏ làm sao tập cho con được một cái thói quen để cho con có thể tự phát biểu, để nói lên cái suy nghĩ chính kiến của mình, qua đó cho con, cái đó là gọi là phát triển trí não đó chứ. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Nhưng mình phải nói một cái mặt, nếu như phát triển quá mà những cha mẹ không dạy được con thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chị nói là nó hỗn. Không biết có khi nào mà dạ bị rơi vô cái tình cảnh là đến nhà bạn bè chơi hoặc là đi đâu đến một cái nhóm bạn mà mình nói thiệt dùng cái từ mình thấy đứa con của nhà nó quá mất dạy và mình tức dễ sợ tức không? Đúng rồi, con tôi muốn cho chết. Nhất là những cái kiểu mà ăn dạ đó, mua đồ chơi mà nằm ăn dạ khóc. Trời ơi, mà nó mấy đứa nít nó khôn lắm. Tại vì nó biết ví dụ ba mẹ nó có khách á. Đúng rồi. Là nó bắt đầu nó ré lên mà chỗ chị sợ mấy đứa mà đòi cái này đòi cái kia mà một hai cho bằng được. Mà chị nói thiệt mà sao ba mẹ nó chịu đựng hay thiệt nha. Con ồ quá nè. Không, đó là nhiều khi trước mặt khách thôi chị. Phải không? Khách giường quay lưng đi là nó khác liền. Không, chị nghĩ không phải đâu. Cái đó nếu như mà quay lưng đi mà khác liền á thì chị sẽ không bao giờ có con nít nó dám có lần thứ hai. Hồi xưa chị còn nhớ một trận đòn no đòn của chị với em trai chị mà không bao giờ dám lần thứ hai. Có nghĩa là chị thì 8 tuổi, con chị em chị thì nó 4 tuổi. Cứ đòi mua đồ ăn giặt, đòi ăn thì ba mẹ chị đang coi phim tập trung cái phim hay của người lớn mà. Cái hai đứa đi ra ngoài, em ơi đi ra ngoài quậy phá sùm ở ngoài này mà. Ở trong này người ta coi phim mà mình ra ngoài ngoài mà chỗ trước cái loa mình dở mình sùm. Em có biết không là ba mẹ chị coi xong cái phim đó về hả? Vừa về tới nhà hai chị em không hiểu gì hết trơn, không hiểu là tại sao mình bị tai nạn ập xuống đầu luôn. Có hai chị em chị bị quýnh te tua tơi tả, ba chị dù quýnh như là nhớ lần sau là không bao giờ được như vậy gì kia cái nọ, là ý là đòi cái này đòi cái kia đã, người lớn nó không được là không được, đừng bao giờ dồn ta vô thế bí nghe chưa. Là chị nói thiệt, do cha mẹ chứ không phải do con cái, phải vậy. Có một vài phụ huynh kiểu giống như là thấy con mình càng trả treo mình càng hãnh diện, chắc con mình đang lanh lẹ lắm, con mình thông minh lắm nó mới trả treo cái kiểu đó, nhưng mà thực sự em không thích cái điều đó. Bởi vậy coi như là phụ huynh á, người lớn mình phải cẩn thận nha, mình phải biết cái ranh giới ở đâu để cho con tranh luận phản biện là tốt, để cho con phát, để nói được cái chính kiến của con, để mình hiểu được cái nguyện vọng, cái suy nghĩ của nó đạt tới cái mức độ nào. Tuy nhiên nếu như mà cha mẹ không có gọi là có cái chuẩn mà chỉnh con theo đi đúng cái hướng á, thì nó rất dễ lệch lạc và nó rất dễ chuyển sang cái hướng là con nó sẽ là bị luôn luôn cho mình là đúng và ai nói cái gì nó cũng bác bỏ ý kiến của người lớn hết. Mình cho các bé có quyền được phản biện, có quyền được tranh luận, nhưng mà tranh luận không có nghĩa là phải cãi lại người lớn, và phản biện không có nghĩa là hỗn hào. Nãy giờ hai chị em mình cũng là tranh luận chưa biết ai trúng ai sai. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một đoạn clip để xem ý kiến của các phụ huynh thì như thế nào nha. Mình thì quan trọng ở cái cách thức mà bé nó phản biện. Ví dụ như nó trao đổi với mình thì mình khuyến khích nó diễn đạt một cách vừa phải hoặc là có lý. Chứ mình đừng có đè nén nó, thì nhiều khi cái sự bùng phát cảm xúc của con nít á, nó lại dẫn đến cái cảm giác là mình thấy hỗn hào hoặc là không tôn trọng. Cho con thể hiện cái chính kiến cá nhân của mình, và mình không có bắt buộc bé là phải nghe lời mình hoàn toàn, cho nên là mình vẫn khuyến khích bé làm phải phản biện lại và thể hiện ý kiến cá nhân của mình. Nhưng mà song song đó thì mình cũng muốn là trẻ có những cách phản biện nó từ tốn nhẹ nhàng, chứ không phải là cãi lại cha mẹ. Con cái phản biện lại cha mẹ nó là một cái hành vi mà với những cái nước phương Tây ấy, nó rất là quen thuộc. Nhưng mà với Việt Nam chúng ta thì chúng ta hơi lạ lẫm. Chúng ta hơi lạ lẫm và đôi khi biết nhưng chúng ta vẫn không làm được. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi Nho giáo. Đó là đề nếp gia phong. Cha mẹ nói thì con phải nghe. Và khi con nói lại á, thì cha mẹ không chấp nhận được, cảm giác như là nó đang cãi mình. Dạ nghĩ sao khi mà quan điểm của ông cha ta ngày xưa đến giờ á, là con cái á, là phải nghe theo lời ba mẹ, không có được cãi lại,
cha mẹ nói gì là con cái phải nghe, phải ngoan, phải lễ phép. Còn mình nếu mà mình có ý kiến phản biện lại giống như là mình hổn vậy đó, mình không lễ phép vậy đó. Em cảm thấy cái điều đó nó hơi quá khắt khe. Bởi vì sao? Bởi vì mình phản biện không có nghĩa là mình vô lễ. Phản biện là mình chỉ nói lại là những cái đó con cảm thấy là nó không hợp với con. Không phải là có nhiều người phụ huynh nghĩ giống như vậy đâu. Tại vì khi mà nghĩ con cái mà cứ mình nói qua nói lại, mình phản biện cái ý kiến của mình á, thành thử là giống như là con đang trả treo với người lớn vậy đó. Cái trả treo hay không cũng do cái cách nói của các bé nữa chị. Nhiều khi mấy bé nói chuyện hơi xích sắc chút xíu, chanh chua chút xíu thì mình có cảm giác là nó đang trả treo. Cái ranh giới giữa cái việc là phát biểu ý kiến và cái việc gọi là hỗn á, hoặc là trả treo á, hoặc là nó leo á, thì nó rất là mong manh. Thì dạ có cái cách nào trong cái việc dạy con của mình để nó không phải bị nó lệch qua cái hướng tích tiêu cực? Thì em cũng có dạy bé là khi mà tụi con muốn muốn nói lên cái ý kiến của mình thì hãy nói một cách nào đó nó thật dễ nghe và không tỏ thái độ trong đó. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi người lớn đang nói hoặc là đang bàn một vấn đề gì đó thì các con không có quyền được chen ngang vô, bởi vì tụi con là con nít. Thật sự giáo dục con tuy từ nhỏ nhưng mà con nhỏ thì nó còn rất là dễ. Ở cái tuổi mà nó lỡ cỡ đó, nó khó chịu vô cùng. Có lúc nó lầm lầm lì lì, mình làm sao mình bắt kịp cái câu chuyện của nó. Và mình rất khó áp đặt con theo ý của mình. Và theo cái kinh nghiệm của chị đó nha, là cái cách tốt nhất á, là mình nên làm bạn với con. Đúng. Để cho con nó chia sẻ. Rất là khuyến khích việc là dạy cho trẻ cái tính phản biện, bởi vì cái đó làm cho trẻ suy nghĩ và trẻ sẽ phát triển và thông minh hơn, cũng như là cái nhìn đa chiều hơn. Đứa trẻ nếu mà nó cứ làm răm rắp á, thì sau này khi mà xã hội phát triển, mình sẽ phải cạnh tranh với những cái công dân toàn cầu khác, thì cái tính mà chủ động và cái tính có suy nghĩ đa chiều và phản biện thuyết phục người khác, trẻ sẽ không có nếu mà mình không có nuôi dạy ngay từ bé. Mà tư duy phản biện tức là gì? Đó là con được quyền hỏi, được quyền trả lời và được quyền suy nghĩ một cái cách khác. Rồi, thông thường thì phụ huynh luôn là tấm gương, người lớn luôn là tấm gương để con nít nó noi theo. Mình nâng tầm lên một chút xíu, giống như là đồng nghiệp hay bạn bè, hay là trong những cái quan hệ hàng ngày trong cuộc sống, cũng có những lúc người lớn mình cũng có những cái tranh luận với nhau. Tranh luận nó khác hoàn toàn với cãi nhau. Ai cũng có quyền được nói lên cái chính kiến của mình, ai cũng có quyền nói lên cái suy nghĩ của mình. Và cái nhận định đúng hay sai đó là cái nhận định cá nhân. Đó. Cho nên nhiều khi em thấy số 9 nhưng mà chị thấy nó là số 6. Tranh luận một hồi không được là cạch mặt nhau. Mình phải nghĩ rộng ra, chúng ta trao đổi. Ví dụ như Tường lắng nghe ý kiến của dạ, thì nhiều khi dạ là có những cái ý rất là hay. Ngược lại dạ nghe cái ý của Tường, nó sẽ có những cái hay. Cái hay đó nó không phải là cái ý của mình, nhưng mà có cái ý đó cái ý của người khác. Thì mình, cái tôi của con người mình đó, ai cũng có cái tôi rất lớn. Cái chuyện chị em tôi ngồi đây chia sẻ đó cũng là những vấn đề để tất cả các phụ huynh cũng có thể suy gẫm lại câu chuyện của gia đình mình, xem là cách giáo dục con cái của mình đúng hay chưa. Những đứa trẻ nhà mình có phải là những đứa trẻ thụ động hay là những đứa trẻ năng động, luôn hay phát biểu và đưa ra những chính kiến của mình. Cảm ơn Lâm Vĩ Dạ cho buổi chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay. Mặc dù có rất nhiều sự tranh cãi giữa cả hai, nhưng mà đó chỉ là thảo luận để đưa ra vấn đề thôi nghe quý vị. Cảm ơn quý vị cũng đã lắng nghe chúng tôi trò chuyện và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.